khi bạn muốn tất cả trong một chiếc SUV 7 chỗ, thể thao, trang bị full options, bạn không thể bỏ qua phiên bản đặc biệt của Suzuki XL7. So với phiên bản trước đó, Suzuki XL7 Sport Limited sở hữu loạt nâng cấp đáng giá có tính cạnh tranh cao, trong thị trường xe SUV đô thị vốn thay đổi khôn lường. Cụ thể, kính xe được trang bị sẵn phim cách nhiệt vừa giảm nóng vừa ngăn chặn tia UV, đồng thời đảm bảo độ xuyên sáng tốt. Đuôi lướt gió thể thao cùng mẫu tem xe Euro 5 bật cá tính là những điểm mới được trang bị trên XL7 Sport Limited. Bên trong XL7 Sport Limited, được Suzuki đầy đủ options cần thiết nhất cho một mẫu ô tô tối tân. Nổi bật là cụm màn hình cảm ứng giải trí 10 inch lớn, nhất phân khúc chạy hệ điều hành Android, được cài sẵn nhiều ứng dụng để phục vụ nhu cầu nghe nhạc, xem video với hệ thống 6 loa, kết nối Wi-Fi, dẫn đường. Trải nghiệm thực tế màn hình này cho cảm giác mượt mà, xử lý nhanh. Phục vụ riêng cho người lái là bộ gương chiếu hậu điện tử, hiển thị hình ảnh phía sau xe trực quan và rõ nét. Cụm gương này cũng tích hợp sẵn camera hành trình, kết nối với màn hình giải trí, giúp người lái có thể truy cập dễ dàng, xem lại video cả trước và sau xe khi cần thiết. Đặc biệt hơn nữa là hệ thống camera 360 độ, nâng cao sự an toàn khi vận hành trong đô thị. Suzuki XL7 Sport Limited cũng trang bị thêm bộ sạc điện thoại không dây ngay bên dưới khu vực màn hình trung tâm, thuận tiện cho người dùng thao tác. Cuối cùng, một trang bị đáng giá khác được người dùng đánh giá cao chính là bộ cửa cốp đóng mở bằng điện, tích hợp cả tính năng dùng chân đá cốp, thuận tiện cho người hay tay xách nách mang. Có thể thấy, Suzuki XL7 Sport Limited đã được trang bị sẵn nhiều options được nghiên cứu kỹ lưỡng dựa theo nhu cầu của khách hàng kỹ tính. Bên cạnh những thay đổi về tiện ích, XL7 Sport Limited vẫn chiếm được cảm tình về cảm giác lái và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Anh Thịnh Hà Nội cho biết, vừa mua bản XL7 Sport Limited cách đây không lâu nhưng tôi đánh giá cao độ bốc, nhạy bén và chắc chắn của hệ thống khung gầm và hệ thống treo mà chiếc xe mang lại. Đi đô thị xe chỉ ăn tầm 5 lít rưỡi đến 6 lít cho 100 km, cũng giúp tôi nhẹ nhõm phần nào trong lúc giá xăng tăng chóp đỉnh. So với XL7 phiên bản thường, Suzuki XL7 Sport Limited giá 639 triệu chỉ cao hơn 40 triệu, nhưng lại sở hữu thêm nhiều options, đáp ứng nhóm khách hàng có nhu cầu cao hơn. Hơn thế nữa còn được hưởng đầy đủ các chế độ chăm sóc và bảo hành chính hãng trong một mẫu SUV full option, đầy đủ trang bị sang, xịn, mịn, xe cổ, XXXX.